chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Ba Ngôi. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ đặc biệt trọng đại này, Tấn Đạt xin giới thiệu tất cả quý vị bài hát cũng là đáp ca của lễ Chúa Ba Ngôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hoàng. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chúa Ba Ngôi, và xin hẹn quý vị vào dịp lễ Mình Mầu Thánh Chúa. Xin cảm ơn tất cả quý vị.